Hey, chào mừng các bạn đã trở lại với nhạc cụ Mitumi cùng Minh Tuấn. Hôm nay, Tuấn sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng đàn hoàn toàn mới từ Yamaha, đó là dòng SX600. Như các bạn đã biết, tiếp nối thành công của SX700 và SX900 vào năm ngoái, thì năm nay Yamaha lại cho ra đời một dòng đàn mới hơn, đó là dòng SX600. SX600 thừa hưởng diện mạo của S670 mà chúng ta đã biết. Tuy nhiên, dòng đàn này cộng rất nhiều tính năng mới mà mình sẽ giới thiệu ngay đây thôi. Các bạn cùng xem diện mạo bên ngoài của dòng đàn này. Theo thông số của nhà sản xuất đưa ra thì SX600 có chiều dài khoảng 1m, chiều rộng tầm 40cm và chiều dày là 13cm các bạn. Như vậy, đây là một cây đàn khá là gọn nhẹ, phù hợp với mọi nhu cầu học tập hoặc là đi show. Đặc biệt là các anh em đi show, nếu mà sắm dòng đàn này thì chúng ta được một cái là vỏ rất là chắc chắn nha các bạn. Đây là một dòng đàn có vỏ rất chắc, mà cái kinh nghiệm của mình đã thấy trên dòng S670 là vỏ của dòng S670 rất giống vỏ của dòng đàn này, và đến bây giờ chưa ghi nhận trường hợp nào bị hư hỏng vỏ, rất là ok nha các bạn. Trên dòng SX600 được tích hợp rất là nhiều cổng mới, như là cổng micro, cổng auxiliary có tác dụng là line in để chúng ta kết nối một cái điện thoại vào trong đàn để nghe được nhạc và tập theo. Ngoài ra, Live Control trên SX600 cũng tích hợp rất nhiều tính năng mới. Và ok, bây giờ mọi người hãy cùng tôi khám phá cái đàn này. Rồi, sau khi cấp điện cho đàn thì chúng ta bắt đầu mở nguồn và kiểm tra. Ok, chúng ta sẽ đợi trong giây lát. Rồi, đàn đã khởi động rồi các bạn. Khi đàn khởi động thì chúng ta sẽ thấy một màn hình giao diện rất là mới. Hiện giờ SX600 bây giờ đã được trang bị một màn hình màu với thiết kế gần giống với những cái mẫu đương đại bây giờ, đó là SX700, SX900 và dòng đàn cao cấp nhất là Zenoth hiện giờ. Thì các bạn thấy trên màn hình của đàn bố trí rất là nhiều thông tin, nhưng chúng ta hãy cùng xem các nút nhấn và nút điều khiển trước. Hiện giờ bên trái của mình là nút nguồn. Thì khi mở nguồn thì dòng đàn này sử dụng nút cứng. Nút cứng thì có tuổi thọ rất là bền. So với lại các loại nút mềm ở dòng đàn trước thì nút cứng luôn luôn có độ tin cậy cao hơn. Các bạn đã thấy là cái volume của cái dòng đàn SX600 này cũng khá là đẹp. Nó giống với lại dòng cao cấp như là SX700 và SX900. Thì chúng ta có thể thấy là cái độ bóng của nó rất là đẹp. Đó, chi tiết rất là sắc sảo nha các bạn. Và hiện giờ nút Live Control của SX600 đã tích hợp rất là nhiều tính năng mới. Chúng ta có thể Assign bằng cách nhấn Direct Access và nhấn Assign. Khi bạn nhấn Direct Access và Assign thì trên màn hình này sẽ xuất hiện nhiều thông số. Và chúng ta có thể cài đặt từng Assign của mình, từng cái Live Control của mình theo ý thích của mình. Rất nhiều thông số nha các bạn. Mình sẽ giới thiệu chi tiết trong những clip tiếp theo. Tiếp theo là hàng nút điều khiển điệu. Thì hàng nút điều khiển điệu các bạn đã biết rất là nhiều qua từng dòng, từ 2000-2001 cho đến bây giờ luôn. Thì thiết kế này Yamaha giữ lại trên dòng đàn SX600, và chúng ta hoàn toàn có thể làm quen rất là dễ dàng. Nút sync stop rất là gần với khoảng bấm hợp âm bên tay trái của mình, cho nên rất là thuận tiện nha các bạn. Các bạn có thể bấm hợp âm ở đây và bước tay lên đây rất là dễ dàng. Các bạn bước tay lên đây dần rất là dễ dàng. Ok, như vậy đó các bạn. Thì cái hàng này mình thấy rất là ok này. Ngồi ra nút nhấn cứng, cảm giác bấm rất là sướng tay. Đó, bạn có thể nghe nút sực sực sực. Và tất nhiên là độ bền của Yamaha luôn luôn làm những cái nút này rất là bền rồi các bạn. Mặc dù dòng đàn này có sản xuất ở đâu đi chăng nữa thì chất lượng của những nút nhấn này rất là ok. Và chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của dòng SX600. Bởi vì trước đó dòng S670 chúng ta hoàn toàn chưa thấy một cái đàn nào có lỗi về nút nhấn cả. Rồi, tiếp theo, phần thông tin về điệu là nằm ở đâu các bạn? Thông tin về điệu là nằm ở đây. Chúng ta có thể thấy một chữ Style. Thì ngay ở khu vực Style này các bạn có thể chọn những thể loại điệu mình thích để mà mình
chọn lựa cho từng bài hát mà mình yêu thích, mình có thể chơi được. Thì đầu tiên thì Yamaha sẽ bố trí dòng pop rock, sau đó là đến dòng dance. Dòng dance là bao gồm các thể loại disco, EDM hiện đại bây giờ. Dòng Latin các bạn sẽ thấy là có rumba cha cha và một số dòng nhạc jazz. Yamaha cũng bố trí thêm những cái nút có thể loại nhạc country, ballroom, entertainment, world và đặc biệt là expansion user. Chúng ta sẽ quan tâm rất là nhiều ở đây nha các bạn. Bởi vì expansion user sẽ giúp chúng ta có những dữ liệu đặc biệt sử dụng riêng cho người Việt Nam chúng ta. À, những dữ liệu rất là thân quen, những cái điệu rumba, bolero, những điệu cha cha rất là gần gũi và những bản ballad đương đại hiện giờ rất là dễ hát, dễ thuộc và dễ tiếp cận. Chúng ta có thể thấy được một chức năng mới, đó là playlist. Và chức năng mới nữa đó là audio player. Phần playlist này sẽ rất hay và mình sẽ nghiên cứu kỹ cho các bạn trước khi hướng dẫn cho các bạn sử dụng chức năng playlist này. OB Audio Player sẽ giúp chúng ta mở được các bản nhạc định dạng quay và từ đó chúng ta có thể nghe và tập lại dễ dàng như phím đàn của mình. Chúng ta có thể tua tới tua lui, tua từng đoạn qua chức năng AB Repeat. Và chúng ta có thể bấm ở đây để setting tất cả thông số này, setting rất là chi tiết nha các bạn, rất là dễ sử dụng. Ok. Như vậy mình đã giới thiệu qua các khu vực này. Đây, ở đây thì chúng ta sẽ thấy là một nút metronome để lấy nhịp. Metronome thì rất cần cho các bạn tập piano nha các bạn. Các bạn sẽ bấm lên, sau đó các bạn chọn một tempo. À, nếu mà các bạn muốn nhịp theo ý của mình, các bạn bấm nút Direct Access ở bên tay phải của mình. Sau đó các bạn bấm metronome thì sẽ hiện ra các loại nhịp cho mình. À, các loại nhịp này sẽ giúp chúng ta chọn được loại nhịp đúng và chúng ta sẽ tập đúng. Ngoài ra, tempo sẽ giúp chúng ta có được cái tốc độ chơi nhạc. Ngay bên cạnh nút tempo thì chúng ta sẽ có nút transpose. Nút transpose giúp chúng ta dịch giọng khi chơi. Nếu các bạn gặp một cái giọng khó, có nhiều cái thang dấu dáng, các bạn hoàn toàn có thể dùng transpose để dịch lên. Chẳng hạn một bài nhạc đang được đánh ở giọng đô thăng trưởng nhưng chúng ta muốn đánh nó ở giọng đô trưởng thì chúng ta chỉ việc cộng 1 lên, thế là xong nha các bạn. Ok, và chúng ta có hoàn toàn có thể đánh đô trưởng ở cái giọng này. Rồi, một chức năng rất là hay dành cho các bạn học tập và các bạn thường xuyên có nhu cầu quay video để mà thu lại những cái bản nhạc của mình với chất lượng cao hơn và hoàn toàn có thể chỉnh sửa được thì các bạn dùng chức năng Sound Control. Thì chức năng trong chức năng Sound Control này sẽ có phần Red Sound. Thì cách Red Sound mình sẽ giới thiệu riêng cho các bạn để các bạn tìm hiểu cặn kẽ hơn. Thì hiện giờ mình sẽ giới thiệu tổng quát nhất những cái tính năng của đàn SX-100, trong đó có Style Control, trong đó có Style và trong đó có Sound Control. Những cái chức năng này sẽ được giới thiệu rất là cặn kẽ. Mặc dù các bạn có thể biết rất là rõ nếu các bạn đã sử dụng các dòng đàn trước đó có chức năng này. Tuy nhiên nếu các bạn là người đầu tiên tiếp cận với dòng đàn SX-600, các bạn cần đọc hướng dẫn sử dụng. Nếu các bạn đọc hướng dẫn sử dụng vẫn chưa hiểu rõ ý của nhà sản xuất, hãy xem các clip của MeToMe. Ok, chúng ta cùng đi tiếp. Chúng ta sẽ thấy ở khu vực bên trái còn những nút sau đây. Nút mixer. Nút mixer có tác dụng như một bàn mixer âm thanh mà chúng ta thường thấy ở các bộ âm thanh. Các bạn có thể thấy những thông số ở trong đây cho chúng ta điều khiển được volume của style, volume của multipass. Volume tức là âm lượng khi phát ra đó các bạn. Multipass. Left tức là phần đệm ở phần tay trái. Ray 1 là tiếng ở tay phải thứ nhất. Ray 2 là tiếng ở tay phải thứ hai. Nó có thể là hòa quyện hai tiếng Ray 1, Ray 2 để tạo ra một cái tiếng. Hòa tiếng với nhau thì thường là tiếng đó sẽ hay hơn là đến một tiếng nha các bạn. Rồi ok. Chúng ta vừa nói tới mixer và chúng ta sẽ thấy một nút Auto Fill. Auto Fill In có tác dụng khi chúng ta nhấn
FIBA thì chế độ báo trống sẽ xảy ra tự động mà không cần phải nhấn nút A ngay đầu tăng. Đầu tăng tức là đầu ô nhịp đó các bạn. Chúng ta bắt đầu thử. Nếu các bạn tắt audio, nếu các bạn tắt auto FIBA thì chúng ta sẽ thấy như thế nào. Nếu các bạn tắt auto filling thì sẽ không có báo trống nếu chúng ta không nhấn đúng đầu tăng. Nhưng chúng ta nhấn auto filling vào thì sao? Chúng ta sẽ thấy nhạc sẽ báo ở bất cứ nơi nào mà bạn nhấn, ở bất cứ thời điểm nào. Đó, đó chính là chức năng của nút auto filling. Một nút nữa đó là nút fade in fade out. Fade in fade out sẽ giúp chúng ta làm cái âm lượng của bản nhạc lớn dần hoặc nhỏ dần. Khi fade in thì âm lượng sẽ lớn lên từ từ và bão hòa bằng với âm lượng mà chúng ta cài đặt ở trên bàn mixer. Nếu fade out, khi nhấn fade out sau một thời gian thì âm thanh sẽ giảm xuống bằng không và ngừng lại ở nút start stop tự động. Ok. Phần fade in fade out này rất là dễ trải nghiệm nên các bạn khi có đàn các bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm được, hoặc các bạn có thể thử trải nghiệm trên những dòng đàn khác đều có. Rồi, sau khi tìm hiểu các tính năng ở phần nút nhấn bên tay trái của mình thì bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp cận tới phần ở giữa. Thì đầu tiên các bạn sẽ thấy một ký hiệu ở đây là Master EQ này, tức là Master Equalizer, tức là bộ chỉnh treble tổng đó các bạn. Thì khi mà chúng ta muốn truy xuất tới bộ này một cách nhanh chóng thì nhà sản xuất đã làm dấu cho chúng ta. Khi chúng ta cần như vậy thì chúng ta nhấn hai nút một lần, đó là nút mixer và nút channel on off. Đó, nó sẽ trực tiếp truy xuất tới đây cho các bạn và các bạn có thể hoàn toàn chỉnh sửa bass shape ở đây. Đây là một cái tính năng rất là hay trên những cái dòng SX600 và SX700, SX900. Nếu chúng ta có cái phần master EQ này, chúng ta hoàn toàn có thể cân bằng được âm lượng theo ý của mình, theo từng dàn âm thanh mà mình thích, rồi theo cái môi trường mà chúng ta chơi nhạc, để chúng ta có một cái trải nghiệm âm thanh vừa lỗ tai. Rồi, ngoài ra ở trên đấy 600 mình nói thêm sẽ có một cái bộ compressor. Thì cái bộ compressor này có tác dụng rất là hay. Bộ compressor này sẽ giúp chúng ta giới hạn lại cái âm thanh bị lố quá. Ví dụ như âm thanh bass của chúng ta quá lớn thì compressor đóng vai trò hạn chế sự bể tiếng, hạn chế sự quá lố của tiếng âm thanh đó, giúp cho âm thanh của mình cân bằng hơn, giúp cho âm thanh của mình đều hơn và không có những cái hiện tượng gọi là vột lố về âm thanh. Thì như vậy chúng ta khi chơi những cái dòng nhạc mạnh như là dòng nhạc đen thì tiếng bass rất là tròn. Đó là công dụng lớn nhất của compressor. Ok, bây giờ chúng ta ra lại màn hình chính nha. Và chúng ta sẽ tìm hiểu những cái nút ở phần giữa màn hình. Giữa màn hình chúng ta sẽ thấy ngay một nút channel on off. Khi chúng ta nhấn vào channel on off thì có tác dụng như thế nào ạ? Bây giờ chúng ta nhấn thử nha. Ok, channel on off nó sẽ có hai phần, đó là phần song và phần style. Phần song thì chúng ta sẽ on off được từng track của một bản nhạc MIDI. Nếu bản nhạc MIDI của bạn có 16 track, hoàn toàn chúng ta có thể tắt hoặc mở 16 track trong MIDI đó. Đây, rất là dễ dàng chúng ta mở hoặc tắt những cái track trong MIDI. Một bản nhạc MIDI bao gồm 16 track và chúng ta hoàn toàn có thể tắt hoặc mở. Nhạc MIDI có rất nhiều trên mạng và chúng ta có thể tải về. SX600 có thể đọc được bản nhạc MIDI đó một cách dễ dàng bằng khu vực song control mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn sau này. Ok, chúng ta đi tiếp. Khi chúng ta nhấn tiếp nút channel on off, khi chúng ta nhấn tiếp nút channel on off thì channel on off sẽ chuyển qua chế độ style. Khi đó style cũng có 8 track bao gồm rhythm 1, rhythm 2, bass, chord 1, chord 2, bass, phraser 1, phraser 2. Như vậy chúng ta có thể tắt hoặc mở 8 track của một điệu nhạc. Mình sẽ thử cho các bạn cùng nghe nhé. Nếu chúng ta mở một điệu nhạc lên
hoàn toàn tám chắc này tắt thì điều gì sẽ xảy ra? Không có tiếng nào nha các bạn. Khi chúng ta mở lên, ok, bắt đầu từng nhạc cụ sẽ được xuất hiện. Ok, chúng ta tắt đi thì sẽ không có một nhạc cụ nào kia hết. Ok, đó là tính năng của phần channel on off. Channel là kênh, on off là mở lên hoặc tắt xuống. Như vậy nút này có chức năng bật hoặc tắt nhạc cụ trong trường trắc. Ok, chúng ta sẽ qua tiếp phần tiếp theo, đó là nút ba lăng. Vậy nút ba lăng có tác dụng gì? Nút ba lăng khi chúng ta nhấn nhiều lần nó cũng sẽ ra hai màn hình. Màn hình thứ nhất sẽ cho chúng ta chỉnh âm lượng từng phần. Phần thứ nhất là style, phần thứ hai là multipass. Multipass là nằm ở đây nha các bạn. Khi chúng ta đánh multipass thì nằm ở đây. Đó. Khi chúng ta mở lớn nhỏ thì phần multipass này nó sẽ quyết định cái đó. Đó, nếu mình để không thì multipass nó sẽ không kêu luôn. Còn nếu mình để lớn thì nó sẽ kêu. Ok. Như vậy là đây là âm lượng của multipass. Tiếp theo là âm lượng của lép. Âm lượng của lép có ý nghĩa gắn kết với lại nút lép ở đây nha các bạn. Nếu chúng ta bật tiếng lép lên và chúng ta muốn tiếng lép lớn hay nhỏ thì lúc đó sẽ xuất hiện tiếng lép hoặc là tắt tiếng lép. Đó, như các bạn đang thấy mình sẽ đánh. Đó, tiếng lép bây giờ là tiếng VP short. Và mình sẽ đánh thử. Volume lép đang sáng nha các bạn. Bạn có thể thấy một nút chớp màu xanh. Đó. Thì nếu chúng ta muốn lép lớn lên nữa thì chúng ta tăng lép lên hoặc chúng ta giảm lép lại. Đó. Khi dùng tính năng voice các bạn phải điều khiển ở ba nút này. Đó. Ba nút này sẽ gắn kết với lại âm lượng ở ba volume ở đây. Lép Ray 1, Ray 2 thì bên đây chúng ta có lép Ray 1 và Ray 2. Ok. Khi chúng ta bật tất cả những cái nút này sáng lên, tức là ba tiếng cùng sáng một lúc, thì ba tiếng này sẽ phát ra cùng một lúc. Nếu chúng ta chỉ muốn một tiếng sáng thì chúng ta tắt hết và chúng ta mở một cái thôi. Ok. Thông thường mọi người sẽ mở tiếng Ray 1. Đây là một cài đặt rất là phổ biến, dạng mặc định của đàn luôn. Rồi, sau khi tìm hiểu được âm lượng của lép Ray 1, Ray 2 thì chúng ta sẽ thấy bên đây cũng có âm lượng của song. Như chúng ta đã tìm hiểu, song nằm ở bên tay trái của mình, là phần nút nhấn bên tay trái, phần điều khiển song. Audio là gì các bạn? Audio ở đây tức là âm lượng khi chúng ta phát nhạc trên USB định dạng quay. Ok. Nếu chúng ta nhấn ba lăng một lần nữa, chúng ta sẽ thấy xuất hiện âm lượng của mic. Thì tại dòng SX600 này, Yamaha đã trang bị một cổng microphone ở phía sau cho chúng ta có thể thoải mái ca hát ở nhà. Cho nên hãng đã tích hợp tính năng micro vào đây. Và người dùng có thể tăng volume, tức là tăng âm lượng hoặc là giảm âm lượng đầu vào của modem ở ngoài đây. Chúng ta có thể tăng giảm âm lượng của cái microphone của mình dựa vào chức năng ba lăng này nhé các bạn. Các bạn phải nhấn lần thứ hai thì cái volume mic này mới xuất hiện, tức là cái khu vực điều khiển âm lượng của mic. Ngoài ra hãng cũng tích hợp cho mình volume điều khiển âm lượng của auxiliary in, tức là cổng in phụ, tức là cổng đầu vào phụ, là cái đường 3.5 nhỏ phía sau này nhé các bạn. Đường này sẽ giúp cho mình cắm thiết bị có phát nhạc và phát trực tiếp vào đây. Ok, các bạn có thể mua một cái Bluetooth và cắm vào đây cũng được. Hoàn toàn có thể, rất là dễ dàng kết nối nha các bạn. Đây, USB. Thì USB đây, một cái USB thì cũng có thể là tăng giảm âm lượng được từ USB. Phần này mình cũng chưa hiểu rõ lắm, nhưng mình sẽ đến chính lại cho mọi người trong những phần tiếp theo. Nếu mình có thể làm những clip liên quan tới song hoặc là những cái audio từ USB, lúc đó mình sẽ tìm hiểu kỹ và giải nghĩa rõ cái USB, sự khác nhau giữa volume âm lượng USB và volume âm lượng audio. Mình cũng đang phân vân ở đây nha các bạn.
Cho nên đây chỉ là những cái trải nghiệm ban đầu, mình chưa thể đánh giá chính xác được. Ok. Đây. Ngoài ra chúng ta còn thấy một cái ba lăng ở đây nữa, là cái ba lăng dành cho KBD. KBD tức là từ viết tắt của chữ keyboard đó các bạn. Keyboard là bàn phím mình đây nè. Nếu các bạn bấm lớn hay nhỏ thì toàn bộ bàn phím của mình nó sẽ lớn hay nhỏ luôn. Mặc dù là các bạn chọn nhiều tiếng ở đây thì tất cả cái này sẽ đều lớn nhỏ cùng lúc, rất là tiện lợi nha các bạn. Và cái chức năng âm lượng của keyboard này hoàn toàn được assign vào trong cái nút Light Control cho chúng ta. Và nút Light Control này sẽ rất hữu dụng khi mà chúng ta chơi nhạc hoặc biểu diễn nhạc sống. Rất là ok, rất là hữu dụng nha các bạn. Rồi chúng ta tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào những cái hàng nút 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. Vậy hàng nút này có tác dụng gì? Như hồi nãy mình đã giới thiệu ở channel Note thì chính cái nút lên xuống 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này sẽ đóng vai trò. Thứ nhất, nếu các bạn đi vào khu vực channel on off dành cho style, nếu các bạn nhấn lên thì các bạn đồng nghĩa với các bạn kiểm tra chắc đó chứa tiếng gì, và chúng ta hoàn toàn có thể đổi được tiếng khác trong cái bộ điệu đó. Chẳng hạn ở đây mình thấy một tiếng bass, kênh này là bass nha các bạn, thì chúng ta nhấn số 3 lên, số 3 phía trên thì mình sẽ kiểm tra được cái kênh bass đó xài tiếng bass nào. Rồi tương tự như vậy, mình sẽ nhấn thử cái số 6, tức là tương ứng với lại chữ bass này. Mình nhấn lên thì kiểm tra được chữ bass này người ta đang xài voice buffer buttstring. À, buttstring. Vậy đó. Còn nếu các bạn nhấn xuống thì nó đồng nghĩa với điều khiển ở khu vực dưới này. À, Yamaha đã phân ra rất là rõ ràng. Bên trên thì ở trên và bên dưới thì mình điều khiển ở dưới cùng của màn hình. Ví dụ mình bấm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ở bên dưới thì tất cả những cái nút bên dưới nó có tác dụng. À, ok. Tại sao mình lại phải nhắc đi nhắc lại những cái cơ bản này? Tại vì nếu các bạn tiếp cận một cây đàn hoàn toàn mới, các bạn sẽ bị bối rối bởi vậy. Bởi vì dòng SX600, những cái nút nhấn cách rất là xa màn hình làm cho chúng ta khó hình dung. Tuy nhiên, nếu các bạn thông qua clip này với cái sự giải thích của mình, các bạn hoàn toàn có thể làm chủ được cây đàn một cách dễ dàng. Các bạn hoàn toàn yên tâm chinh phục một cây đàn không khó nếu mà các bạn chịu khó tìm hiểu. Rồi, sau khi tìm hiểu 16 nút ở đây, chúng ta bắt đầu tiếp tục nhìn xung quanh ở khu vực giữa, và chúng ta sẽ thấy đó là phần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tức là phần này là cái gì các bạn? Phần này chính là phần để chúng ta lưu những cái tiếng mà chúng ta yêu thích lại để chúng ta đánh. Thì để lưu được những tiếng này thì chúng ta nhấn memory, nhấn số 1 thì những cái tiếng mà chúng ta đang chơi sẽ được lưu lại. Sau đó chúng ta nhấn hai nút ở đây để lưu cái file mà chúng ta cần. Thì những cái tính năng này mình sẽ giới thiệu ở một clip riêng để chúng ta dễ dàng tiếp cận hơn. Bây giờ mình sẽ nói tổng quát. Phần này chính là phần chúng ta lưu bằng tiếng. Phần này chúng ta sẽ chọn bằng tiếng. Muốn chọn bằng tiếng chúng ta nhấn hai nút một lần. Vì ở đây có nút select cho nên chúng ta nhấn hai nút một lần. Đó. Thì những cái khu vực này cho phép chúng ta chọn những cái bằng tiếng mà chúng ta yêu thích. Ví dụ như ở đây mình đã cài sẵn một số bằng tiếng theo ý thích của mình. Rồi. Ví dụ mình nhấn số 1 nha, sẽ có tiếng đàn bầu. Đó. Nếu chúng ta nhấn số 2 sẽ có tiếng đàn tranh. Rồi, ok, những cái tiếng này là do bên mình có cài đặt sẵn một bộ sampler cho nên chúng ta có những cái tiếng rất là ok nha các bạn. Chẳng hạn như tiếng này. Ok, đó là tiếng đàn kìm đó các bạn. Thì bên đây cũng có những cái tiếng như là tiếng string. Ok,
Tiếng số 5, 6, 7, 8 thì mình cài những cái tiếng khác yêu thích của mình. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn kỹ phần tiếng và dữ liệu, và mình sẽ đề cập tới nó và nói cho các bạn sau. Ok, tới lúc này chúng ta sẽ thấy chữ demo ở đây nha các bạn. Demo, người ta nói cái thanh từ đây qua đây và xuống đây. Tức là khi chúng ta nhấn hai cái này một lần sẽ xuất hiện demo của đàn. Ok, đúng rồi các bạn. Như vậy thì các bạn có thể hoàn toàn tham khảo những cái demo, xem người ta demo cái gì và demo như thế nào, để coi khả năng của cái đàn này tới đâu. Thì các bạn có thể tham khảo từng thứ. Ví dụ như các bạn sau, tức là các bạn tìm hiểu về tiếng của đàn, âm thanh của đàn, các bạn control, expansion. Expansion là bộ tiếng ngòi đó, sampler đó các bạn. Red and Share là gì? Red and Share là có một cái software ở trên điện thoại di động nha các bạn. Thì chúng ta có thể tải cái phần mềm này về ở trên App Store hoặc là Google Play. Đây là dòng nhạc Brazil, tức là nó theo khu vực đó các bạn. Thì mỗi cái thứ này người ta sẽ demo cho mình những cái chất liệu nhạc của từng khu vực mà các bạn có thể nghe thử để biết cây đàn của mình có thể chơi được những thể loại nhạc nào. Rồi ok, chúng ta sẽ exit khỏi phần demo. Rồi, trở về màn hình chính. Chúng ta sẽ còn một nút rất là quan trọng của cây đàn SX600, đó là nút menu. Khi nhấn nút menu này thì chúng ta sẽ thấy hai menu, menu 1 và menu 2. Thì chúng ta dùng nút tab để tab qua tab lại. Đây, nút tab này nằm ở rất là xa so với màn hình. Những cái dòng trước thì nút tab nó nằm ở ngay vị trí này, rất là thuận tiện. Tuy nhiên dòng SX600, nút tab được dời xuống khu vực này, cho nên các bạn phải mất một thời gian. Nhưng mà nếu các bạn là một người mới tiếp cận tới dòng đàn SX600 thì các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng nhớ và sử dụng theo, không có một chút gì gọi là khó khăn nha các bạn. Các bạn chỉ nhớ nút tab ở đây sẽ có tác dụng điều khiển những cái tab ở trên đây. Có rất là nhiều tab, những cái màn hình khác cũng có như vậy, và các bạn dùng nút tab đây để điều khiển. Rồi, chúng ta sẽ xong cái phần ở giữa. Phần nút ở giữa mình đã giải nghĩa tất cả những nút ở giữa rồi nha các bạn. Nút exit thì khỏi nói rồi, nó là phần thoát ra thôi. Nếu các bạn ở trong nhiều trang phức tạp ở trong là, các bạn chỉ cần nhấn nút Direct Access và nhấn exit một lần thì màn hình chính của các bạn sẽ xuất hiện ngay. Tiếp theo là một cái núm xoay, và các bạn có thể thấy cái núm xoay này nó di chuyển cái con trỏ ở trên màn hình. Chẳng hạn như mình chọn một khu vực của Voice thì con trỏ này là gọi là con trỏ dữ liệu, nó có thể chạy cho mình thấy rất là trực quan nha các bạn. Và khi các bạn muốn chọn ở đâu đó, chẳng hạn như các bạn muốn chọn tiếng electric piano, các bạn chỉ cần nhấn enter. Vậy enter có tác dụng chọn cái khu vực mà con trỏ đã trỏ tới. Các bạn muốn chọn này thì các bạn trỏ tới trước và các bạn nhấn enter. Ok, ngoài ra trên SX600 có một khu vực điều khiển rất là linh hoạt ở đây. Thì chúng ta có thể hoàn toàn là đổi qua đổi lại này, nhấn qua nhấn lại để điều khiển con trỏ lên xuống, nhấn qua nhấn lại được hết nha các bạn. Nhấn qua nhấn lại rất là nhanh. Nếu các bạn nhìn ở trong cái màn hình mình có nhiều trang P1, P2, P3, P4, tức là P1, P2, P3, P4 trong tiếng Anh á, thì đây các bạn có thể bấm 1, 2, 3, 4 để chọn ngay cái số ở trên đây. Ở trong màn hình của Yamaha luôn luôn có hai cái dòng nhỏ ở dưới này nè, thì cái dòng ở trên này tương ứng với hàng nút trên, còn dòng nhỏ ở phía dưới tương ứng với dòng nút phía dưới. Các bạn có thể thấy ngay bên dưới chữ P4 là chữ FS Type, thì các bạn nhấn ở trên có nghĩa là chọn chữ P4, còn các bạn nhấn ở dưới số 4 này có nghĩa là chọn FS Type. Một cái màn hình rất phức tạp hiện ra nữa, và chúng ta có thể thấy là chúng ta dùng được nút tab này. Đó, nút tab nó có tác dụng như vậy đó các bạn. Các bạn không thể bị rối nha các bạn. Rất là dễ dàng sử dụng, hoàn toàn dễ dàng sử dụng, và các bạn exit ra. Ok. Ở phần này chúng ta nói lại ở đây. Một cái điều khiển 4 chiều rất là ok, rất là dễ hình dung. Các bạn muốn di chuyển xuống phía dưới, di chuyển con trỏ xuống phía dưới thì chúng ta bấm xuống. Di chuyển lên thì chúng ta bấm lên. Di chuyển qua bên trái chúng ta bấm qua bên trái. Di chuyển qua bên phải chúng ta bấm qua bên phải. Rồi. Các bạn có thể thấy cái con trỏ hình màu vàng này này. Đó, ok. Còn nếu các bạn bấm No hoặc Z. No tương ứng với lại trừ, và Z tương ứng với cộng. Thì trừ cộng tức là bằng với lại
chúng ta xoay cái này cùng chiều hay là ngược chiều kim đồng hồ đó các bạn. Ví dụ mình ở đây mình bấm trừ thì con trỏ này sẽ lui về. Nếu mình bấm cộng thì con trỏ nó sẽ chạy tới và đồng thời nó chọn luôn cho mình. Nếu mà các bạn chỉ quay không thì chỉ có con trỏ chạy, nhưng mà khi các bạn bấm cộng ở đây thì cái đó nó sẽ được chọn luôn, cái mục đó sẽ được chọn luôn. Chẳng hạn mình bấm từ ambient piano nhưng mình bấm dấu cộng thì octave piano sẽ được chọn luôn đó. Ok, giờ mình bấm lúc quá đó, bấm một cái thôi các bạn thì octave piano sẽ được chọn luôn. Vậy đó các bạn, thì tác dụng của con trỏ tức là làm cho chúng ta thấy mình cần chỗ nào và mình bấm enter ở chỗ đó. Còn cộng trừ sẽ giúp chúng ta chọn ngay lập tức cái tiếng kế tiếp hoặc là cái mục kế tiếp, chẳng hạn mục gần nó nhất sẽ được chọn. Đó là sự khác nhau của quay con trỏ và bấm dấu cộng dấu trừ. Bấm dấu cộng dấu trừ tương ứng với quay con trỏ xong nhấn enter đó. Đó là cách giải nghĩa rất là dễ hiểu nha các bạn. Các bạn hoàn toàn có thể, nếu các bạn thấy mình nói nhanh quá, hoàn toàn có thể bấm lại và nghe lại cái câu mình nói. Nếu có gì sai sót các bạn có thể comment ở bên dưới. Ok, chúng ta đi tiếp tới những phần nút ở bên phải. Rất nhiều nút nhưng các bạn yên tâm, những nút này sẽ lặp đi lặp lại trên những dòng đàn khác và chúng ta chỉ cần làm chủ được dòng SX600 chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận và làm quen với những dòng đàn mới hơn. Chúng ta sẽ đi đầu tiên ngay nút Direct Access. Nút Direct Access có tác dụng truy xuất trực tiếp tới từng chức năng của từng nút. Chẳng hạn mình muốn truy xuất trực tiếp tới nút Memory hoặc là nút Regi thì mình chỉ cần nhấn Direct Access một cái, màn hình sẽ hiện lên giống như vậy. Sau đó chúng ta đang nhấn Regi thì tất cả cái phần cài đặt của nút Regi này sẽ xuất hiện lên cho chúng ta và chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh ở bên trong đó. Một cách khác để truy cập tới nút Regi này đó là nhấn menu, rồi sau đó chúng ta phải nhấn vào đây, rồi nhấn chọn cái này, rồi chúng ta phải nhấn Enter, rồi chúng ta phải nhấn Tab qua, thì cái nút Direct Access này sẽ rút ngắn cho chúng ta tất cả những cái bước đó. Chỉ cần nhấn Direct Access, nhấn Regi thì tất cả những cái chức năng của nút Regi show lên cho các bạn thấy. Nếu chúng ta muốn cài đặt phần Harmony, chúng ta chỉ cần nhấn Direct Access Harmony, mọi thứ sẽ xuất hiện lên cho các bạn. Vậy đó các bạn, rất là dễ dàng. Direct Access là truy cập trực tiếp cho nên nó sẽ rút ngắn được tất cả những bước cần thiết để đi tới một chức năng trên nút mà bạn cần. Rồi, chúng ta đi tiếp. Một nút rất là hữu ích trong quá trình biểu diễn của các bạn đó là nút UTS Link. UTS Link là chữ viết tắt của One Touch Setting. One Touch Setting, khi mà chúng ta nhấn nút này lên thì nếu cái điệu của chúng ta có 4 phần A, B, C, D thì khi chúng ta chơi main A, tiếng thứ nhất sẽ tự động được chọn lựa. Tiếng thứ hai sẽ tự động được chọn lựa khi chúng ta chuyển sang main B. Tiếng thứ ba sẽ được tự động chọn lựa khi chuyển sang main C. Và tiếng thứ tư sẽ được tự động chọn lựa khi chuyển sang main D. Main D là khu vực main variation của phần điệu đó các bạn. Nếu các bạn coi lại phần điệu, điều khiển điệu mình đã nói ở bên phía bên mặt bên trái thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có ABCD đó các bạn. Và chúng ta sẽ có 4 nút này tương ứng với 4 tiếng trong từng cái ABCD đó. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục tới khu vực điều khiển tiếng. Chỗ này rất là nhiều nhưng mà thực ra nó chỉ có một công dụng duy nhất, đó là chọn tiếng theo thể loại. Rất là nhiều nút nha các bạn, nhưng chúng ta không thể bị rối bởi vì ở đây có một chữ void. Chữ void này thể hiện là âm sắc đó các bạn. Chọn tiếng hay còn gọi là chọn âm sắc. Nếu chúng ta chọn một bộ tiếng về piano và piano điện thì chúng ta chọn ở đây. Nếu mà chúng ta chọn tiếng dòng organ hoặc là accordion thì chúng ta chọn ở đây. Đây là bộ tiếng guitar, bộ tiếng bass, bộ tiếng string là dòng dây và chord. Bộ tiếng brass tức là bộ đồng, bộ hơi đó các bạn. Đây, nó nằm đây. Đấy, đây là bộ hơi.
Còn đây là dòng sinh. Chúng ta hoàn toàn có thể chọn những cái tiếng, rất là nhiều tiếng ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rất là nhiều tiếng. Đó, rất là nhiều tiếng. Riêng cái dòng sinh này đó, nó có đến 10 trang lận, tức là gần 100 tiếng đó các bạn. Đó, 100 tiếng trong cái bộ sinh không đó các bạn. Ngoài ra, Edisodrum có một chức năng rất hay, đó là chức năng Simler. Và bây giờ, bộ Simler của Edisodrum thì mình biết đó là 100MB. 100MB thì gần như là gấp đôi so với dòng S950 đó các bạn. S950 chúng ta chỉ có được 62MB Simler thôi. Tuy nhiên, lên đến SX600 chúng ta có 100MB Simler. Hoàn toàn các bạn có thể cài đặt những bộ tiếng yêu thích của mình, những cái điệu yêu thích của mình vào đạt. Tiếp theo, một nút Mix Setting ở đây. Khi bạn bấm nút Mix Setting này, thì màn hình của đàn sẽ cho phép chúng ta điều khiển những thông số của microphone. Nào là chức năng tắt mở cái mic, gain tức là âm lượng đó các bạn, cái gain đầu vào đó các bạn, gain đầu vào của micro, pan tức là điều khiển cho âm thanh của micro đi vào loa trái hoặc là loa phải hay là trung tâm. Khi các bạn thấy ở đây một chữ C tức là center, thì hai loa này cùng phát tiếng micro hết. Reverb là khu vực điều chỉnh tiếng vang cho micro. Chorus là phần điều chỉnh tiếng bè cho micro. Ok. Và volume ở đây tức là volume điều khiển cái phần effect này nha các bạn. Ngoài ra thì mix setting của SX600 còn cho chúng ta add rất là nhiều các hiệu ứng khác. Trong đó thì SX600 đã tích hợp một cái DSP nữa là DSP số 5. Vậy thì DSP số 5 này sẽ chuyên cho phần micro, và chúng ta hoàn toàn có thể add rất là nhiều hiệu ứng. Rất là nhiều hiệu ứng nha các bạn. Rất là đã luôn. Rất là mới mẻ. Và chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu, từ từ tìm hiểu, rồi các bạn sẽ thấy SX600 là một cây đàn rất là khủng về chức năng. Rất là nhiều chức năng để chúng ta có thể nghiên cứu, và chúng ta có thể làm được rất là nhiều việc trên cây đàn này. Mặc dù là một cây đàn, dòng đàn bán chuyên nghiệp, nhưng có những tính năng rất chuyên nghiệp và hoàn toàn có thể sử dụng vào những công việc chuyên nghiệp được nha các bạn. Ok, chúng ta vừa nói xong phần Direct Access, Voice Mix Setting và OTS Link, tức là One Touch Setting. Phần này là phần điều khiển tắt mở tiếng ở tay phải và tay trái nha các bạn. Khi các bạn bấm sáng những cái nút này lên, tức là phần tiếng ở bên tay phải của các bạn, cả hai tiếng cùng phát ra một lúc. Nếu các bạn tắt tất cả những cái nút đèn ở đây thì không có tiếng nào phát ra hết. Tức là trên bàn phím của mình sẽ không có tiếng nào hết. Khi các bạn bật tiếng thứ nhất lên, chúng ta sẽ có được tiếng thứ nhất. Ok. Chúng ta có thể kiểm tra ở ngoài cùng. Hiện giờ ở ngoài cùng hiển thị Ray 1. Tức là Ray 1 là ở đây nha các bạn. Ray 1. Thì Ray 1 ở đây. Thì mình nhấn vào đây. Mình muốn đổi tiếng Ray 1 thì chúng ta nhấn ở nút trên này. Bật Select tức là lựa chọn. Đúng rồi. Lựa chọn ngay chỗ đó. Chúng ta muốn lựa chọn tiếng piano cho phần Ray 1 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chọn ở đây và mình sẽ nhấn Enter, chọn ngay tiếng concert piano. Đó. Nếu chúng ta muốn nó có một cái nền thì chúng ta sẽ nhấn ở đây và chọn một cái tiếng string chẳng hạn đi. Ok. Sau đó bạn nhớ nhấn online. Chúng ta sẽ có vừa tiếng piano vừa tiếng string luôn. À, nếu các bạn thấy âm lượng của tiếng string quá lớn, chúng ta có thể giảm âm lượng của tiếng string xuống bằng cách bấm blank và chọn tiếng ray 2. Chúng ta hạ tiếng string xuống nha các bạn. Rồi, vậy là chúng ta hoàn toàn làm chủ được nha các bạn. Rất là dễ dàng để điều khiển tiếng trên Yamaha, rất trực quan sinh động và nút nhấn bố trí rất là khoa học nha các bạn. Rồi, ngoài ra chúng ta cũng có thể chọn được một tiếng lép. Tiếng lép là tiếng ở phần đệm tay trái.
phía ở bên trái và phía ở bên phải được phân cách nhau bằng khoảng chiều phím. Phần này mình sẽ nói kỹ nếu các bạn có thắc mắc về khoảng chiều phím hoặc là những cái phần sâu chuyên sâu của đàn SX600, các bạn hoàn toàn có thể liên lạc cho MeToMe để MeToMe hướng dẫn cho mọi người. Ok, mình sẽ không nói sâu về phần lép này nữa, tại vì thực sự phần lép và phần này nó sẽ không cần thiết trong quá trình chúng ta sử dụng. Thực sự là như vậy các bạn, mình rất là ít dùng cái này, cho nên chúng ta không cần quan tâm, mà chúng ta chỉ cần tắt những cái này đi là ok rồi. Đó. Rất ít người sử dụng phần này nha các bạn. Mình đã gặp rất là nhiều khách hàng của mình mà chưa thấy ai đề cập tới vấn đề sử dụng phần lép này cả. Chỉ có là hai cái ray 1 và ray 2 này sử dụng rất là nhiều nè. Rồi, chúng ta tiếp tục phần khác, đó là một phần multipass. Ở multipass của SX600 thì chúng ta sẽ xuất hiện thêm một chức năng nữa, đó là chức năng audio link. Audio link xuất hiện trên dòng đàn Yamaha từ cây S750, và S750 có tính năng audio link này rất là hữu dụng để chúng ta có thể gắn những cái effect của DJ, những cái tiếng la hét, những cái tiếng 1, 2, 3, 4, 5, những cái tiếng let's go của các bạn có thể đưa vào đây thông qua việc chọn select ở multipass và nhấn nút audio link. Audio link nằm ở bên dưới, cho nên dòng bên dưới, cho nên mình sẽ nhấn số 6 bên dưới. Ok, dòng này sẽ hỏi chúng ta là audio data cannot be linked to a MIDI multipass. Do you want to create audio link multipass? Vâng, tức là audio data thì không thể liên kết với một cái multipass MIDI có sẵn ở trong đàn rồi. Bây giờ bạn có muốn tạo mới hoàn toàn một cái audio link hay không? Nếu chúng ta nhấn OK đồng ý thì chúng ta có thể tạo một cái audio link mới. Đó. Những phần này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong những cái video clip mà MeToMe sẽ giới thiệu cho mọi người tính năng audio link này. Rất là hay nha các bạn. Mình sẽ giới thiệu tiếp theo các nút khác. Ok, chúng ta pass qua phần đó. Multipass rất là dễ sử dụng và mình sẽ làm một clip rất ngắn gọn để nói về phần này. Rồi, chúng ta gần hết rồi. Chỉ còn những cái nút này thôi. Đây là những cái nút effect trên đàn. Đây là những cái nút effect. Khi các bạn nhấn nút harmony, tức là tiếng bè đó các bạn, nhưng mình đã giới thiệu rồi, chúng ta nhấn direct access và nhấn harmony một cái, rất là nhiều tính năng harmony, rất là nhiều tính năng bè ở đây xuất hiện. Ngoài tính năng bè thì còn có tính năng arpeggio. Arpeggio tức là tính năng chạy ngón đó các bạn. Khi chúng ta nhấn một cái hợp âm ở trên đàn mà chúng ta nhấn arpeggio thì tự động đàn sẽ xử lý cái hợp âm đó thành một câu nhạc. Chẳng hạn mình chọn ở đây và mình nhấn thử nha các bạn. Đó, mình sẽ nhấn hợp âm đô trưởng và mình không làm gì cả, đàn sẽ tự động tính toán và đánh cho mình cái câu nhạc đô trưởng. Rất là hợp lý nếu chúng ta ngón chúng ta bị chậm và chúng ta chưa quen ngón, nhưng mà chúng ta cần đệm những cái câu nhạc thật là nhanh thì arpeggio sẽ giúp chúng ta làm được những chuyện đó. Đó, mọi người có thể hoàn toàn tự tìm hiểu thêm những chức năng khác của arpeggio rất là hay trong cây đàn SX600. Rồi, chúng ta gần kết thúc cái phần giới thiệu SX600 ở đây rồi. Còn một nút nữa là nút sustain. Nút sustain sử dụng khi chúng ta đánh piano nhưng mà bị hư cái pedal. Nút sustain này không khuyến cáo các bạn khi bật lên khi đánh piano, tuy nhiên nó sẽ chữa cháy cho chúng ta được một số đoạn nhạc piano mà bị mất cái sustain hoặc là bị hư nút sustain trong quá trình chơi nhạc, thì chúng ta có thể làm cái chuyện đó. Nếu chúng ta cái bàn đạp pedal của chúng ta vô tình nó bị hư mà chúng ta càng đánh thì chúng ta có thể dùng cái này để chữa cháy nha các bạn. Mình sẽ tắt cái hạt này đi. Ok. Đó, nếu chúng ta tắt đây thì giơ tay lên là ngắt ngay. Giơ tay lên là ngắt ngay. Khi nhấn sustain xuống thì chúng ta sẽ có một cái câu nhạc rất là êm. Nhưng không lạm dụng nha các bạn, cái này chỉ để chữa cháy thôi, chúng ta không thể lạm dụng được. Khi chúng ta đánh piano, chúng ta cần sắm một cái pedal nữa. Ok,
nút DSP. DSP này chính là một cái hiệu ứng nâng cao ở trong dòng đàn SX600 và một số dòng đàn cao cấp khác. SX600 thì tích hợp cho chúng ta đến 5 cái DSP, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể gắn đến 5 hiệu ứng vào trong những cái tiếng của chúng ta, hoàn toàn khác nhau, 5 hiệu ứng khác nhau. Rồi, ok, các bạn có thấy ở đây có một nút Upper Octave. Upper Octave là Upper, có nghĩa là ở đây nha các bạn, Upper là tương ứng với lại hai cái tiếng R1, R2 này. Khi chúng ta cộng trừ Upper ở đây thì nốt ở đây sẽ được cộng lên một quãng 8. Ví dụ mình cộng ở đây lên thì chỗ này nó sẽ đi vượt ra ngoài luôn. Đó, nốt đô ở đây nó sẽ trở thành nốt đô ở đây, và nốt đô ở đây trở thành nốt đô ở đây. Nếu chúng ta giảm xuống thì nốt đô ở đây nó trở thành nốt đô ở đây. Đó, cao độ nó như vậy đó các bạn. Đó là cộng trừ một quãng 8, một octave. Ok. Rồi, như vậy cái clip này mình đã giới thiệu tổng quan cho mọi người về tất cả các nút nhấn, tất cả các chức năng hiện giờ đang có ở trên SX600 mà chúng ta cần tìm hiểu. Đây chỉ là một clip rất là tổng quan về chức năng của từng nút nhấn mà mình muốn giới thiệu cho mọi người. Còn nếu mọi người muốn tìm hiểu sâu, hãy đọc hướng dẫn sử dụng của hãng hoặc liên hệ cho Me2Me để tìm hiểu thêm. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu cho các bạn sơ bộ tính năng tất cả những cái nút nhấn trên mặt đàn SX600, một dòng đàn rất mới từ Yamaha. Hy vọng thông qua clip này các bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một cây đàn SX600 hoặc là một cây đàn cao cấp hơn nếu các bạn có nhu cầu cao hơn. Theo suy nghĩ của mình, nếu các bạn là một người mới tiếp cận với dòng đàn này mà chưa từng trải qua những dòng đàn khác, các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu và chơi một cách dễ dàng. Nếu các bạn thích những dòng đàn khác, các bạn có thể hoàn toàn nâng cấp, chọn những cái đàn tốt hơn. Nếu các bạn chưa vừa ý, hãy quay về với SX600, một cây đàn nhỏ gọn, hợp túi tiền, kích thước rất là ok và được một cái rất là nhẹ nha các bạn, chỉ có 8kg thôi, vác đi lại rất là sướng. Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu dòng đàn SX600, hãy liên hệ nhạc cụ Me2Me và tới để trải nghiệm những tính năng trên SX600. Ngoài ra, khi tới đây các bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm một bộ dữ liệu rất là hay, những tiếng rất là mới, và Me2Me sẽ tặng cho mọi người bộ dữ liệu này nếu các bạn chọn lựa SX600 mua tại nhạc cụ Me2Me. Hy vọng clip này sẽ giúp mọi người tiếp cận dễ dàng hơn. Chúc các bạn chọn được một cây đàn vừa ý. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. Me2Me Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.